cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch do virus adeno ở Quảng Ngãi. Adeno là chủng virus cũ và đang xuất hiện trở lại. Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 412 ca bệnh, tăng hơn 44% so với cùng kỳ và đã có 6 trẻ tử vong. Quảng Ngãi hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus adeno. Tuy nhiên, thì với số trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp, viêm phổi đang tăng đột biến, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh này khi các triệu chứng bệnh là khá giống nhau. Theo các bác sĩ, các tổn thương thường gặp nhất do mắc adenovirus là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt, các bệnh lý ở đường tiêu hóa như là tiêu chảy, nôn, buồn nôn, viêm não, màng não. Bệnh do adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân hè hoặc thu đông. Thì adenovirus nó cũng là virus trước đây đã có rồi, nhưng mà hiện tại thì đang có mùa của bệnh này. Biểu hiện là em bé nó có biểu hiện ban đầu cũng giống như là những virus khác thông thường thôi, là viêm lăng hô hấp, rồi sau đó em bé có thể sốt, nhà ho, chảy mũi, rồi sau đó thì diễn tiến nặng hơn kèm và thở nhanh, thở mệt, sốt cao, ly bì. Adenovirus thì nó có đặc điểm là nó biểu hiện ngoài cái đường hô hấp ra thì còn có thể là niêm mạc mép, em bé sẽ đỏ mép hoặc là đi em bé đi cầu lãm. Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người, hoặc có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội, nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh là từ 8 đến 12 ngày. Khuyến cáo các anh chị phụ huynh là trong cái dịp mà mùa hè này, khi con đi gửi trẻ đi học thì vẫn khuyến cáo là thứ nhất đó là phải biết vệ sinh cơ bản, đó là phải rửa tay thường xuyên, thứ hai là đeo khẩu trang, và thứ ba đó là tránh những cái nơi mà đông đúc chật chội, và đặc biệt các trường hợp mà nếu nơi còn đông chừng nào thì nguy cơ nó sẽ bị lây nhiễm các bệnh. Adenovirus hiện vẫn chưa có vaccine dự phòng, bác sĩ chỉ điều trị khi trẻ có triệu chứng và bổ sung dinh dưỡng, chỉ sử dụng thuốc kháng virus với những ca nặng bị suy giảm miễn dịch.